Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Lúc mới đi á, con này không được hùng vậy. Chưa biết nghe ta, chơi Yo-Yo hơi bị siêu nha. Bữa nay dùng Yo-Yo là quẩy hơi căng ấy. Lúc mới đi á, giáp các thứ còn đầy đủ lắm, lúc về trên người mất giáp nè, quần gách nè. Ủng thì cũng sắp đi rồi. Khổ thiệt sự á. Nhưng mà đánh đổi lại thì mình có thể có được rất là nhiều những cái nguyên vật liệu cần thiết để làm những cái món đồ ăn ưa thích cho những cái em rồng ha. Hiện tại thì sờ tôm cách tơ đã ngủ mất tiêu rồi. Với lại đang đói nữa ta. Mình sẽ tạm thời cho ăn trước đi. Không biết nên cho không nữa. Thôi chắc cho đi. Kệ. Chịu khó đi săn thêm chứ coi đâu. Đó, no rồi đó. Hy vọng là bớt quạo lên nha. Nhìn cái mặt cũng hơi quạo rồi đó. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ gom hết những thứ mà mình có. Ôi trời trời, trong kho mình cũng gần hết đồ luôn hả. Mình sẽ làm những cái Raiden Treat ha. Đồ ăn cho rồng nè. Mình sẽ có được thêm 6 khúc. Ui, 6 khúc ít quá. Ôi, mình chế tạo nhiêu đây cũng không nhầm nhọ gì rồi. Cái sức ăn của mấy em rồng này nhiều lắm. Ủa, trời trời, mình vứt xương ra em rồng này gặm luôn rồi. Mèn ơi. Em sờ tôm cách tơ này ăn tạp vậy. Xương cũng quất luôn. Ghê thiệt. Ôi sợ, bắt đầu sợ cái em sờ tôm cách tơ đó rồi đó nha. Mình còn một chút thịt, chắc mình sẽ để dành mình cho rồng ăn sao đi. Rồi, công việc bây giờ của mình là ra ngoài và cho các em rồng mi nè, là em rồng đầu tiên mà mình có ăn ha. Mình sẽ giúp em ăn. Ui ngủ hả, thức dậy em ơi. Thức dậy ăn cái này. Ăn đi. Đó, để lớn lên ha. Không biết là tới cấp mấy thì My mới có thể cho mình cưỡi nữa. Hiện tại thì My mới cấp 13 thôi. Cố lên, cố lên. Mình cho ăn hết mấy cái này chắc cũng lớn tương đối đó. Cưỡi được chưa? Chưa đủ để cưỡi nè. Hôm qua đi khám phá thì mình thấy một em rồng My rất là to luôn. Nhìn cực kỳ đẹp ha. Nhất là cái phần dưới bụng nè, có viên ngọc màu đỏ. Mình rất là muốn cưỡi em rồng My này đi trên bầu trời để khám phá cho nó đã hơn. Vẫn chưa có thể cưỡi được nè. Cấp 19 có vẻ là hơi ít đó. Để mình thử cho ăn hết luôn đi. Mục tiêu của mình trong ngày hôm nay là sẽ cho được một em rồng đầu tiên có thể cưỡi được ha. Ăn tiếp em ơi. Ồ, hình như yes, thành công rồi. Khi mà rồng mi lên cấp 25 thì rồng mi đã có thể cho mình cưỡi rồi nè. Ê? Coi My chạy trên mặt đất cũng rất là nhanh nha. Chạy thì nhanh mà bay thì sao? Ui, cửa rồng hơi khó. Mình cùng tập luyện với My nè. À, đây, bay rồi nè. Ui, bay nhanh, nhưng mà điều khiển hơi khó thôi. Mình phải tập làm quen từ từ mới được. Khi mà điều khiển thành công thì cưỡi My đi khám phá là một lợi thế rất là lớn đó nha. Và các bạn nghĩ xem một con rồng đẹp như vậy thì kỹ năng tấn công như thế nào. Mình sẽ test trên những cái con xương ha. Đây, mình sẽ bắn ra những phát bắn. Đầu tiên. Ui, bắn hụt. Ui, trời, nó bắn đâu quá. Không test nữa, đi về. Mình chưa có giáp. Mình đi test một hồi là mình thấy tử nạn ngoài đó là không ai dẫn My về á. Không được. Xuống đây em ơi. Ui, My đâu rồi vậy? Vô trong em ơi. Ui, này thì láo tét nè, hay lắm. Storm Cutter, hay lắm em. Quất nó. Đây, anh sẽ quấn tiếp em. Ui, trời. Ow. Oh no. No. I'm sorry. Trời ơi, mình còn dục cái vô mông em sờ tôm kích tơ nữa. Đồ anh hại. Đúng là không sợ cái địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội xử lý những pha bóp như vậy thôi. So sorry. Bó tay mình luôn. Giờ trước mắt á, là mình phải làm một cái vật phẩm tên là Raiden Orb ha. Nè, cái này nè. Mình sẽ cần những cái mana infused ingot. Cái này thì mình làm được. Cỡ 4 cục. Đó, mình sẽ làm cỡ 4 cái ha. Mana infused ingot.
Xong mình sẽ lấy thêm vàng nữa, 3 cục. Đặt theo công thức gì? Đúng không ta? À gì đúng rồi. Yes, mình sẽ được thêm một cái Dragon Orb để mình nhét cái em Storm Cutter này vô trong cái đó. Em sung lắm. Hồi nãy gõ gàng mình cho thấy cho ngủ ngồi trong này nè. Nhà vèo không phát ra ngoài đây để bảo vệ mình. Xong mình dục cái vô mông một cái xỉu ngang luôn á. Bó tay luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành chế tạo cho mình một cái set đồ bằng kim cương nè, cũng như là vũ khí nữa. Hôm nay thì mình sẽ không dùng kiểu như là saber nữa. Mình sẽ đổi sang mình dùng một cái vũ khí cũng bằng kim cương, nhưng mà nó sẽ có tốc độ đánh nhanh hơn saber luôn. Đó chính là một cái cây tên tên Katana. Ủa đúng không ta? Không đúng. Mình muốn làm cây tên là nó ngắn hơn một xíu. Nó đâu rồi ta? Hồi nãy mình mới thấy mà. Ủa nó đâu rồi? Ý? What? Ủa ngàn mình mới thấy bên đây mà. Katana Saber. À đây nè, đây nè. Mình thấy nó rồi. Đó đây, Rappi ha. Mình sẽ làm cây này tại vì tốc độ đánh nó rất là cao luôn. Mình sẽ làm một cây trước. Rồi như vậy thì mấy cái con quái vật nó sẽ không chống chịu nổi với mình đâu. Đánh siêu nhanh. Bên cạnh đó thì mình sẽ làm thêm một cái. Coi coi mình đã có áo giáp gì tốt chưa. Ngọc Lục Bảo hy vọng là làm được giáp. Emerald. Làm được không? Được nè. Ý, ngon. Mình sẽ kết hợp một bộ giáp từ kim cương cũng như là Ngọc Lục Bảo. Mình sẽ gồm những bộ phận như là nón và một đôi ổn là bằng kim cương thôi á. Mình sẽ chừa ra 3 viên để trong tương lai mình còn làm bàn cường hóa. Rồi cái áo là mình sẽ làm bằng Ngọc Lục Bảo nè. Quần cũng vậy. Set đồ này mình đánh giá rất là cao nha. Rồi mặc vô. Tan tan. Xịn chưa? Ủa sao cái thanh giáp mình như kỳ á? Hả? Thanh giáp mình bị lỗi rồi. Mình mặc cả đống vô mà không có cổng giáp mình cả. Nó để con cục giáp à. Kỳ thiệt á. Ý đâu ra đây nữa vậy? What? What the hell? Ui bị lag rồi. Nếu nè. What? Cái gì vậy? Ủa trời ơi, hoa mắt rồi. Mình cũng hoa mắt không phải. Sao tự nhiên trong kho đồ mình lại có thêm một set đồ nữa kìa. Cái quần đùi gì vừa xảy ra vậy? Đừng có hù như vậy chứ. Mình còn phải đi khám phá chung với em Mi trong ngày hôm nay đây. Cho Mi ra ăn thêm cục thức ăn đi. Chắc mình phải ao ra vô lại thôi chứ bây giờ chuyện tâm linh không đùa được đâu. Mình có được 2 set đồ nè. Ảo mà Coca-Cola thì chứ. Thiệt luôn á. Nè bây giờ mới là giáp thiệt mình nè. Hồi nãy chỉ là giáp ảo thôi. Làm hú hồn chim én à. Rồi đi, hôm nay mình sẽ ăn món thịt xiên que ha. Và cởi em rồng. Ui đâu vậy. À lượng mới lớn cái bắt đầu khoái bye bye rồi. Được. Anh thích. Rồi bay lên em. Cố lên. Đó, mình bắt đầu quen với em Mi rồi. Và cái khả năng tấn công bằng quả cầu lửa của Mi thì rất là đáng gờm nha. Để mình. Ui chưa. Ui sao đáp đất mạnh vậy em. Đáp đất từ từ thôi. Mình thấy ở bên này nó có một cái chỗ gì nè. Ui có quái vật luôn. Mình sẽ cho Mi vô trong. Mình không muốn những em rồng sẽ kiểu như là chiến đấu cùng mình quá nhiều đâu. Trường hợp nguy hiểm là những em có thể hy sinh. Ở đây thì có người ngoài hành tinh. Oh no, alien. Người ngoài hành tinh. Thì ra đây là những cái người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh xanh. Khốn kiếp thật. Người ngoài hành tinh dám tới chế lắc hả? Nó 100 mấy máu lần đó. Ui. Sử dụng vô tấn công đó. Đây vô tấn công được nó nè. Mà vô có vẻ không hiệu quả lắm. Quá trời trâu luôn. Chắc mình phải đập cái lòng spawn thôi. Lẹ. Không muốn chúng lại đẻ ra thêm á. Yes. Và đây là cái gì đây? Material. Alright. Ờ. Đây giống như là những cái quặng thiên thạch gì á. Để coi đập ra cái gì nào. Ê, mình đập nó ra đồ nha.
có lý. Mình xem nào. Meteorite thì mình có thể dùng để làm một thanh kiếm có 8 sức tấn công. Cúp nữa nè. Có vẻ xịn, có vẻ xịn á. Hút rồi, chiếc này mình giàu rồi, mình hút được nguyên một cái quặng thiên thạch khổng lồ rồi. Combo nó. Đó, 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 người ngoài hành tinh. Tiêu diệt hết. Thành công. Hết luôn. Ở đây vẫn còn người ngoài hành tinh nữa nè. Sẽ đây lừa bọn chúng ra để mình khai thác những cái quặng thiên thạch nha. Mới đi thôi mình đã tìm được một loại khoáng sản mới để làm dụng cụ vũ khí rồi. Và có một điều đáng tiếc là nó không làm được áo giáp nha. Mình nghĩ nếu mà cái loại khoáng sản này làm được áo giáp thì chắc chắn sẽ rất là mạnh đấy. Tại vì vũ khí mà nó đã 8 sát thương là nó tương đương với mạnh hơn đồ kim cương rồi đó. Hình như kiếm kim cương chỉ có 7 sát thương hay sao à? Đúng không? Để một xíu mình coi lại. Giờ thì đập hết lòng spawn đi. Đúng không? Diamond. Kiếm kim cương nè. Đó đúng rồi. Kiếm kim cương chỉ có 7 thôi mà cái này 8 lận. Chắc là cái này làm giáp là nó sẽ mạnh hơn giáp kim cương một bậc đấy. Khá là buồn luôn cho cái việc mà nó không làm được giáp á. Nhưng mà không sao, mình sẽ lấy tầm 6-7 cái gì đó. Mình sẽ mang về nhà trước á. Hôm nào mình cần nhiều hơn thì mình sẽ quay lại lấy thêm sau. Cái chỗ này nó không có mất đâu. Xong. Dầu to, dầu to. Rồi mấy thứ lặt vặt thì mình sẽ dục ra. Mới đi thôi mình với em đồng đã phát hiện ra một chỗ rất là hay rồi. Không biết là phía trước còn gì nữa hay không đây. Mình thấy có cái chỗ. Chưa. Mỗi lần em mi ra là phải bay một chỗ, bay một lúc mới chịu. Xuống đây nào. Ui cái con này. À, con rồng này lại muốn cà kìa. Con này nhỏ con hôm qua. Cà kìa. Trời ơi mình chọi vô không tới được. Để mình cưỡi mì lên mình tấn công đó. Lao nháo. Xuống em. Anh em sẽ phun lửa đó. Phun lửa đó. Ui. Nó đốt cháy. Oh my god. Ui cái con rồng nó biết đốt cháy mình kìa. Ghê thiệt. Em mi xuống đây nào. Chưa để mình chọn em mi cái đó. Hình như nãy mình giờ mình chọn lộn em thì phải. Đi cho anh nào. Rồi. Cho người biết mùi sức mạnh của... Oh my god. Trời. Nó bắn. Nó bắn hơi bị mạnh luôn. Mình sẽ tấn công nó. Quả cầu nè. Ui chuẩn hụt rồi. Mình sẽ đốt nó. Đốt lửa. Xong rồi. Sao em? Ui nó đứng gần rồi. Này. Hổ báo. Tấn công chúng anh nào. Đúng rồi, cắn nó em ơi. Đâu rồi? Tấn công đi em. Nó tấn công anh kìa. Sao em không ra tay đi? Ôi trời. Ui không. Mới vô game lại mình chưa lock map được. Con này, tại vì nó phun cây tươi nhờ. Ok. Nó phun lửa là mình sẽ bị bắn game. Cây cái con này ghê á. Ê nó chạy. Chạy. Chơi. Nó quýnh mình. Em rồng xong rồi nó chạy. Ai cho ngươi chạy. Chạy đường trời. Bắn cho ngươi gớt nại luôn. Đó nó bắt đầu bị sản. Nó bắn lửa tào lao rồi đó. Cái con này đựng cái là. Tuy nó mập gì thôi. Chứ nó bắn mình cái là mình đi luôn. Nên đừng đánh giá nó qua vẻ bề ngoài nha. Thấy nó đù gì đó chứ. Chứ nó là hơi bị mạnh đấy. Trúng lửa nó cũng thốn mà ăn quả cầu nó là đi luôn. Con này nó bay theo quỹ đạo rồi gớt này nha. Mình đã trả thù được cho em rồng rồi. Quýnh em rồng mi của mình ngất xỉu luôn á. Sợ thiệt. Ui. Ở đây là ổ của những tên phù thủy. Ôi trời. Phép thuật. Ủa đây là con rồng gì mà đẹp vậy. Ui ở đây có con rồng gì đẹp cực này. Lội rồng này. Có cái tổ gần đây không ta. Oh my god. Quá trời đẹp luôn. Màu đỏ. Ủa màu cam cam cũng rất là hết ha.
nhìn giống như phượng hoàng vậy á, nhất là đôi cánh á. Hình như lò gồng này liên quan tới lửa thì phải. Đợi, đợi đấy, em này tên là Blaze Falcon á. Được, cái chân y như con gà. Ui, cái fragment này. Ủa gì? Cái cục này tên gì? Đâu rồi? Nó núp rồi. Kìa, nó chạy kìa. Chạy nè. Cứ cà kìa thôi. Rồi, lắm. Nó sẽ cho mình những cái pha lê phép thuật, những trái bom điện và bom độc ha. Ok. À, còn có zombie. Đi ra chỗ khác. Cây này tuy có 4 sát thương thôi, nhưng mà 2 hit là đi zombie ấy, không đùa đâu. Rồi, giờ thì mình sẽ đợi em rồng mình kiểu như là hồi phục lại cái đã thì mới có thể triệu hồi ra rồi đi tiếp được. Chứ rồng mình nãy bị con rồng vua nó quýnh ngất xỉu rồi. Let's go baby. Ê, à, con này láo. Con này, úi trời. Ui, sao quá giấc bây giờ. Ui, quá giật nó căng quá. Mình quýnh không cái mà nó trưởng nguyên mũi tên lửa cho mình. Ghê thiệt. Quay lại cơn, định đi đâu. Cứ đi thôi. Cây thiệt á. Rồi mình sẽ giữ lại xương á. Bây giờ mình phải nhớ là lúc nào cũng phải giữ xương để có gì mình còn. Ôi à, bây giờ quả không cho mình cưỡi luôn. Oh no man. Đừng quạo mà, vui vẻ không quạo mà. Mình đã nói là vui vẻ không quạo mà, sao em cứ quạo rồi vậy. Ăn xương đi. Cho anh lên nha. Thôi cho lên đi mà. Sao bây giờ không cho cưỡi nó rồi. Đó, thấy chưa. Muốn làm một người huấn luyện rồng nó khổ vậy đó. Phải chiều theo rồng mới được. Em như hoàng hôn phải chiều thì mới có nha. Mà thôi gán đi chứ biết sao giờ, khổ lắm. Có đúng em gồng mà em hơi lì, hơi bướng ha. Không sao, mình thích. Ở đâu rồi? Cho cưỡi chưa? Hả? Kỳ vậy? Hay là mình sai của lệnh ta? Đúng lệnh mà. Lệnh ngủ thì nhanh lắm. Lệnh ngồi thì cũng nghe lời. Chỉ có mỗi cái việc cho cưỡi làm không cho cưỡi thôi. Buồn vậy. Đi một hồi thì mình lại phát hiện ra phía bên này nó có một cái trái bí ngô hay sao vậy. Không, chính xác hơn là rất nhiều trái bí ngô luôn. Và thêm một cái tòa tháp nữa. Và cái tòa tháp thì nhìn rất là quen á. Giống như tòa tháp mà lúc đầu mình vô trong mình lấy đồ vậy. Chính xác rồi, là nó chứ gì nữa. Thôi có gì gặp lại thì vô luôn. Tại vì trong đây nó cũng có đỏ. Vô. Ui, làm spawn. Đập liền. Đi ban ngày nên không sợ nó xuất hiện đâu. Nè, trên đây còn nè. Lần này thì nó sẽ cho tiếp tục một cái rừng bằng bạc. Set Band of Robot cấp 5 luôn. Jagged Emerald. Cái này hình như là chọi thành sấm sét á. Hết rồi, hết đồ xịn à. Ok. Không quá tệ. Rồi bây giờ thì mình sẽ băng qua thêm cái cánh rừng bên đây luôn. Có rồng mà cũng phải đi bộ sắp mặt nè chứ. Đâu rồi. Đây. Rồng cho bay, cho cưỡi bay rồi. Yeah boy. Ui. Khỏi cưỡi nữa, tại vì mình tới nơi rồi. Phía bên đây hình như là em rồng đứng yên coi. Phía bên đây là một cái. Ôi no. Biết ngay mà, đây là cái chỗ của những tên pháp sư. Đang nhấc bổng lên kìa. Ôi trời, vừa đẩy lùi vừa nhấc tung nữa, ai mà trả lời. Khó chịu quá. Rồi phân thân chi thực nữa. Pháp sư nè, mình sẽ combo. Pháp sư. Công việc của mình bây giờ là phải nhanh chóng đập những cái lầm spawn thôi. Nó sẽ có cái lầm spawn đâu ta. Ui, bây giờ phải đi tìm cái. Đây có không? Ủa? Đây dưới này. Này, cục này. Ủa mà khoan, không được. Mình chưa cần đập vội đâu. Tại vì bây giờ mình cần phải farm những cái tên pháp sư để lấy được những cái mảnh ở trong cái khu vực này nè. Thì mới kích hoạt được. Chính xác. Mình sẽ chưa vội đập nha.
khi nào mà mình muốn khám phá ở bên thế giới này thì mình sẽ qua farm sau. Còn bây giờ thì mình sẽ khám phá thử cái thân cây này coi. Tại sao ở đây lại có cái thân cây bự vậy? Tên pháp sư này. Tên pháp sư khủng khiếp. Hồi nãy giờ mình farm rất là nhiều tên nhưng mà chưa tên nào rơi ra đổ nha. Nè, bắt đầu có một tên rơi ra cho mình một cái mảnh. Ở đâu rồi? Ủa mình lượm vô chưa vậy? Mất tiêu rồi. Ủa? Nè có thêm mảnh nữa nè. Nhưng mà nó không cho mình nhạc. Kỳ ấy. Kỳ ghê á. Rõ ràng mình thấy cái đồ nó rơi ra mà mình nhặt vô trong người thì nó lại mất rồi. Kỳ vậy fan. Không chơi nữa. Người ta farm đồ mà không cho ta nhặt thì thôi. Ai chơi đâu. Ở đó chơi với dế đi. Mình không rảnh đâu mà chơi với mấy cái tên lừa bịp đó. Rồi làm cái thịt xiên que cái đi tiếp nè. Đó bây giờ lại không cho cưỡi. Khó chịu thế nhờ. Em rồng này hơi khó tính đấy. Tới hồi ghê. Rồi đằng kia có một cái chỗ nhìn rất là đẹp luôn cả. Giống như một cái hình vòng cung á. Nè. Hơi bị đẹp luôn. Wow. Đi khám phá gặp mấy cái này. Ôi, bị mấy con gà tấn công thôi. Ôi no. Mấy con gà. Nó làm mình chóng mặt quá. Không có thấy đường luôn á. Hai con. Ỉ đồng hết biếu à. Ui, sao mình quay mồm mồm y như đang bay lắc vậy? Cái gì đây? Mèn biết ơi. Đánh con gà xong nấu điện muốn buồn nôn luôn á. Thấy sợ mất mại hết trơn. Rồi phía bên đây thì nó có một cái ngôi đền và thêm một cái lò rồng gì đằng kia nhìn lạ vậy. Đêm rồng. Đó, thấy em gồng mình khó chịu chưa? Có chiều thiệt sự luôn á. Mỗi lần cưỡi phải giống như muốn năn nỉ vậy. Đó. Khó chưa. Nhà văn xương nè. Ngoan đi. Cho anh cưỡi nha. Cho anh cưỡi đi. Xin luôn. Người ta xin vậy rồi. Đó. Vậy mới chịu. Em ưới là em. Rồi hồi nãy mình thấy con rồng nó bay qua từ hướng này. Chính xác. Đây, hình như đây có cái tổ rồng nè. Ui da. Rồng đắp đắt hơi mạnh. Oh no. Thôi đừng có súng em. Em rồng mình đi chơi mấy cái con gà chiên cà khịa. Ở đây là cái con rồng Monotrus Nightmare. Ui con rồng ác mộng này hơi bị đẹp luôn. Nhìn hơi gai góc nhưng mà khá là hung dữ ha. Kìa coi cái mỏ nó kìa găng nanh quá trời luôn. Mình nghĩ ở phía bên đây á chính là cái tổ của con rồng Nightmare đó. Hy vọng là đúng á. Cùng nhau vô trong kiểm tra thử nè. Có cái trứng không? Ê, có cái trứng luôn. Nhưng mà nó có rất là nhiều nhung nham xung quanh nên mình phải dập trước đó. Như vậy thì mới an toàn và lấy trứng được. Rồi. Đây chính là trứng rồng Nightmare nè. Trứng rồng ác mộng á. Rất là đẹp luôn á. Rất là nhiều sừng luôn. Mình sao mà cái trứng của mình rồi. Mình mới lụm cái trứng vô mà. Mất cái trứng rồi nè. Kỳ vậy. What? Đó phải vậy chứ. Ao ra vô lại có liền. Vô cái trứng liền. Ơ nhưng mà khoan. Phía bên này có nguyên cái tô rộng luôn hả? Cần gì? Cái này không phải là rồng mình có thể luyện đâu. Đây là rồng hoang dã. Mình chơi lớn luôn. Mình đột nhập vô tổ nó luôn. Nó đâu? Where are you? Ok kìa kìa. Nó bên kia. Ơ nhưng mà oh. Cứ bị cà khịa thôi. Con gà cũng kìa. Con mình không có thấy đường để mình bắn đó. Hai con luôn mấy ép. Con gà cũng. Gà cũng kìa. Cứ cà khịa. Đó. Cây tế nhờ. Con gà khốn kiếp cứ chiên đi cà khịa mình. Mình sẽ không nhìn xung quanh để đỡ chóng mặt ha. Nó thích cà khịa mình lắm. Bây giờ mình sẽ trả thù bằng cách mình cà khịa ngược lại con rồng này. Tại vì nó đang ngủ kìa. Cơ hội ngàn vàng để mình ám sát nó. Vô. Nữa là bị cà khịa.
khốn kiếp thiệt. Bây giờ muốn đánh rồng là phải giết trước những cái con xung quanh, chứ không thôi nó cà khịa mà nó. Nó là một con mà nó. Đó đó đó. Khốn kiếp, khốn kiếp. Khốn kiếp, đó đó đó, thấy chó hung chưa? Con lòi gà khốn kiếp, lòi gà khốn kiếp. Như vậy thì đánh đấm gì với rồng đây? Ui mà con rồng nó đang đứng yên. Nó đang ngủ. Nó thức rồi. Quýnh lẻ, quýnh lẻ. Ôi không, combo rồng, combo rồng. Rồng, người phải trả giá. Người phải trả giá vì những hành động của... Ngủ nè, ngủ nè. Combo đó. Có cái hồ nước vô núp luôn. Tắm xong luôn, tắm với con rồng luôn. Con rồng, con rồng, con rồng. Con rồng. Yay. Với cái combo từ cây rapier thì con rồng này không thể bay được, tại vì mình đánh liên tục mà. Đó, thấy rapier phát huy công dụng chưa? Thôi giờ thì cùng mình hốt xác cái con rồng này nào. Sẽ được kha khá vải rồng mang về làm giáp đây. Sắp lên đời rồi. Và nó cho mình 42 giáp luôn. Rất là nhiều á. Mình không nghĩ là nó lại nhiều đến như vậy. Một chuyến đi bội thu của mình. Và còn có thêm một cái rương nữa. Mở luôn nè. Cái rìu. So sánh thôi. Rìu nào chặt nhanh hơn? À, rìu mới ngon hơn thì mình sẽ giữ rìu mới. Rìu mới nó còn có được nhiều sức tấn công ta. Không biết. Nhưng mà thôi, nói chung thì nó là cây rìu thì mình nên dùng đúng mục đích chặt cây thôi ha. Đừng có dùng lung ta lung tung. Sẵn đây trời tối thì mình sẽ đi dạo một xíu, mình kiếm coi coi có phát hiện con rồng nào ban đêm không. Hôm nay thì mình rất ít khi phát hiện những cái con rồng mà nó đi săn đêm á. Chắc là hình như những con rồng săn đêm bây giờ mình vẫn chưa đủ may mắn để gặp rồi. Trở về sau chuyến đi thì mình sẽ tiến hành lấy một cái quả trứng ra. Ủa mà quên nữa. Hai cái quả trứng rồng này là phải ấp bằng cái incubator, cái máy ấp trứng rồng băng á. Mà băng thì bây giờ thì mình chưa có đủ khả năng để làm á, nên cái trứng rồng này vẫn phải để dành rồi. Nhưng mà mình sẽ thử với cái trứng rồng mới này. Mình có một... Ôi trời trời trời, sao đó có em nét đỡ đây ngủ trước nhà mình vậy? Ngủ khò khò tỉnh bơ luôn. Mình sẽ thử cho cái trứng rồng ác mộng vô trong cái lò liên rồng coi coi nó có ấp được hay không. Mình hồi hộp quá, không biết cái máy ấp trứng rồng này có hoạt động không ta. Ê có nè. Yes. Như vậy thì trứng rồng ác mộng có thể ấp được trong cái máy ấp trứng rồng nhung nham nha. Vậy là chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi. Và trong chuyến khám phá ngày hôm nay, tổng kết là mình chỉ có một cái mối thù với cái con rồng vua thôi. Trong tương lai thì mình sẽ huấn luyện những em rồng và nâng cấp những em rồng lên cho mau lớn á, để mình có thể đương đầu những con rồng vua hùng mạnh đó. Và biết đâu được trong một ngày nào đó mình có thể gặp được tổ của con rồng vua và có được một em rồng vua giống như vậy thì sao. Hãy chờ đón nhé. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.